chào tất cả các bạn các chị. Hôm nay xin phép giới thiệu với các bạn các chị một cái chiếc xe Honda Vision màu trắng cực kỳ lợi xăng, còn khá là liền lạc và đẹp nha các bạn. Đó, em đó, màu trắng camay. Cái xe này thì chỉ là mua về là chạy thôi, không sửa bất cứ 1.000 nào hết. Mà đặc biệt là xe này nó chạy nó rất là lợi xăng, trong cái việc mình di chuyển thì nó lại rất là ít hư hỏng vặt. Honda Vision được dán keo. Máy móc thì các bạn các anh chị biết rồi, Honda Vision là máy móc đi xa rất là tốt, đi cực kỳ ngon, cực kỳ bền luôn. Vì em nó cũng có hệ thống phun xăng điện tử FI mặc định nên chạy nó rất là tiết kiệm xăng luôn, mà chạy nó ngon, đi đường xa rất là tốt, rất là bền và rất là ít hư hỏng vặt. Em này thì mang biển số là 59i2 30920, và với một cái chiếc xe Honda Vision còn khá là liền lạc sạch sẽ, giấy tờ nghiêm chỉnh đầy đủ, thì với một cái chiếc xe Honda Vision này thì mình mong muốn bán với giá là 15 triệu 800, bao thử bao test bao các kiểu hết nha các bạn, giấy tờ nghiêm chỉnh đầy đủ. Chừng nào các bạn các chị chạy hài lòng gửi thì mới thu tiền, giấy tờ làm cho các bạn các chị xong mới thu tiền nha. Rồi xin cảm ơn các bạn các chị rất nhiều.